Một ngày mới lại tới, xin gửi lời chào tới bạn đọc báo Đồng Nai. Mời quý vị như thường lệ nghe tin nhanh audio với các tin tức đáng chú ý vừa cập nhật. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 11. Sân bay quốc tế Long Thành sẽ cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên cất cánh, tin của Xuân Lượng và Khánh Lộc. Thưa quý vị, hôm qua 13 tháng 11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại dự án sân bay quốc tế Long Thành. Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, hiện gói thầu nhà ga hành khách sân bay đã đạt giá trị khối lượng thi công thực tế hơn 10.100 tỷ, bằng gần 30,5% giá trị hợp đồng. Các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ và các công trình khác cũng đạt hơn 42,2% khối lượng. Dự kiến phần xây dựng cơ bản sẽ hoàn thành trước tháng 12 năm 2025, vận hành thử vào đầu năm 2026 và hoàn thành toàn bộ trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sân bay Long Thành là công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình. Do đó, các đơn vị liên quan cần tiếp tục tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có dự án sân bay quốc tế Long Thành. Đồng Nai có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tin của Bình Nguyên. Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 vừa họp và công nhận thêm 4 xã của Đồng Nai được đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, gồm Phú Bình, Phú Lâm, huyện Tân Phú, Bào Trâm, thành phố Long Khánh và Bình An, huyện Long Thành. Trong đó, xã Bào Trâm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu được đánh giá cao, đạt 100% phiếu bầu của hội đồng thẩm định. Các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã này đều đạt mức cao. Đặc biệt, địa phương này có đội ngũ cán bộ đồng đều, công tác chỉ đạo đến triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiệu quả. Trên địa bàn xã có nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đồng Nai có 110 trên 120 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 91,6% mục tiêu năm 2025. Có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt mục tiêu năm 2025. Có 1 huyện nông thôn mới nâng cao, đạt 25% mục tiêu năm 2025 và 65 khu dân cư kiểu mẫu. Ngoài ra, có 4 huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Sai phạm của ông Võ Văn Chánh có liên quan đến dự án khu dân cư thương mại Phước Thái ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Ông Chánh được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Theo điều tra, năm 2017, ông Võ Văn Chánh ở thời điểm đó là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký hai quyết định giao đất và cho thuê đất để công ty Phước Thái thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái. Việc ông Chánh ký giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định theo Luật Đất đai năm 2013. Liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái, trước đó năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố 13 bị cáo có liên quan đến sai phạm này. Vụ án này cũng đã được đưa ra xét xử. Bắt đối tượng kề dao trói chủ tiệm cướp 6 điện thoại, tin của Đình Biên và Thanh Hiền. Công an huyện Long Thành vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Đăng Quang, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào 15 giờ 10 phút ngày 12 tháng 11, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Quang đi xe máy vào một cửa hàng điện thoại, giả vờ hỏi mua hàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Quang đã rút dao kề vào cổ nạn nhân đe dọa, trói lại rồi cướp 6 điện thoại di động và tẩu thoát ra quốc lộ 51. Nhận tin báo, công an huyện Long Thành đã triển khai truy xét. Đến 18 giờ cùng ngày, tức chỉ sau 3 giờ xảy ra vụ án, công an đã bắt giữ đối tượng Quang khi đang lẩn trốn tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lập biên bản tài xế xe ô tô 5 chỗ đi ngược chiều, tin của Đăng Tùng. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Biên Hòa vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông HVS 33 tuổi, ngụ phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa vì đã có hành vi lái xe ô tô đi ngược chiều trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa. Theo đó, ngày 12 tháng 11, công an nhận được video clip của người dân ghi lại cảnh xe ô tô 5 chỗ biển số 60A33379 di chuyển ngược chiều trên đường Nguyễn Ái Quốc. Trên clip ghi lại thời gian xảy ra là 21 giờ 8 phút ngày 11 tháng 11. Qua xác minh, công an đã mời ông S là người điều khiển chiếc xe lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, ông này đã thừa nhận sự việc. Do đó, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông S. Từ nay đến cuối tháng 11, mưa tại Đồng Nai sẽ giảm dần, tin của Kim Liễu. Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, thời tiết trong tỉnh vẫn còn trong mùa mưa. Khoảng đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2024, mùa mưa mới kết thúc. Trong 2 đến 3 ngày tới, mưa có xu hướng giảm. Dự báo trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11, trời có mây nhưng không mưa. Ngày 16 tháng 11, khả năng có mưa rào.
Mưa có thời gian xảy ra nhanh, kết thúc nhanh, người dân cần lưu ý mưa thường kèm theo dông sét gió giật. Lưu ý tháng 12 là tháng bắt đầu mùa khô, nhưng khả năng có những đợt mưa trái mùa kéo dài vài ngày. Đến tháng 1 năm 2025, Đồng Nai vẫn có mưa trái mùa xuất hiện. Mưa trái mùa có nhiều khả năng gây ảnh hưởng xấu đến nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng ở các khu vực chịu tác động. Thời tiết lạnh ban đêm, nắng nóng ban ngày vào cuối năm có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, cây trồng và vật nuôi. Trên đây quý vị vừa cùng báo Đồng Nai cập nhật tin tức với tin nhanh audio.